đi xem trường học cho năm học mới của Hiroki. Giờ đi ra xe buýt, giờ đi đón xe buýt từ nhà đến trường phải đi đoàn xe buýt đó quý vị. Thời tiết nắng đẹp nhưng mà nắng quá đó, nhưng mà không lạnh lắm. Mày biết vậy mình nãy mày bận cáo khoác da của mẹ thôi, mà con nói có 20 độ à, 22 độ. Đi đâu kia nó coi nhiệt độ nó có 22 độ à, cho nên là em bận cái này. Chứ mà ra mà mình biết trời nắng như vậy đó thì em sẽ bận cái áo khoác da thôi, nó mỏng hơn. Mà lâu lâu mới có được ngày nghỉ mà trời nắng đẹp thì tranh thủ đi xem trường của Hiroki. Rồi nếu mà còn thời gian sẽ đi qua cái công viên Chiromai á, để coi hoa anh đào nó nở tới cỡ nào, rồi để quay phim cho quý vị khán giả xem nha. Đang đứng ở bến xe buýt nè quý vị. Ở những cái đất nước mà phát triển á thì cái hệ thống giao thông công cộng á rất là nhiều và rất là thuận tiện. Bên đây á, nếu mà không có phải bận đi làm nhiều mà kiểu như không cái nơi chỗ làm việc mình không xa quá đó thì ta thường hay sử dụng công cộng như xe buýt nè, rồi metro nè, nó rất là thuận tiện hơn. Còn đi làm xa hay gì thì mới cần cái xe hơi, mà mỗi lần đi chạy xe hơi á, là tìm được chỗ đậu xe nó cũng rất là mệt. Ồ, tới hả con, phải không? Ở chỗ nào không? Có tiền lẻ không? Lên lộn chuyến xe. Bây giờ đi phải đi ngược lại tìm cái bến xe buýt khác để đi. Dạ. Ở bên kia luôn hả? Ok. Ở đây ở năm rồi còn đi chưa rành, chưa biết cách đi xe buýt luôn hả? Dạ. Tự thống luôn hả? Dạ. Ủa sao con phải đeo khẩu trang vậy? Thích. Thích hả? Sợ người ta thấy mặt mình hả? Cạo râu chưa? Cạo râu rồi thì mở ra đi. Mặt đẹp trai mà cứ che hoài vậy. Đâu con, nó cứng quá rồi con có cạo kịp, con có cạo hết luôn vậy nữa. Đâu có sao đâu con, để chút xíu cũng đâu có sao đâu. Thôi cho con đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang chứ cho nó nóng thật vậy. Nắng quá quý vị.
đi đâu mà đi xa dữ vậy trời. Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Quý vị thấy mấy cái cây đằng kia không? Nhìn có vẻ như là nó trụi lá nhưng mà không đâu. Mấy cây hoa anh đào chuẩn bị nở bông rồi đó quý vị. Chuẩn bị tới mùa rồi nè. Cây này đẹp, cái trời đẹp nè. Cây này đẹp kia chưa? Chuẩn bị ra bông rồi đó. Nhìn có vẻ như nó trụi chơi nhưng mà nó đang trổ nụ nè. Đó, mấy tuần nữa là nở rộ luôn á. Đúng chưa con, coi kỹ lại. Chính xác chưa vậy? Coi đi, mẹ đi vòng ngoài. Xe đến rồi. Không, con lấy tiền một xe đi lắp mày trả lại cho. Để con cầm đi. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Anh trước khi ra khỏi nhà hỏi anh Hiroki xem giùm cái nhiệt độ coi hôm nay nó như thế nào để mình biết mình bận đồ. Anh nói với mình là chỉ có 22 độ thôi. Thì thấy cũng còn hơi lạnh, khoác cho cái áo dày cộm vô. Bây giờ nó nóng muốn chết. Làm như ở bên Nhật nó quen rồi quý vị. Cho nên tầm khoảng 20 mấy độ là thấy là nó mát mẻ, nó nóng rồi. Chứ mà ở bên Việt Nam mà 22 độ là mình còn lạnh teo đúng không? Ở bên đây 22 độ mà trời mà nắng ấm như thế này á thì bận cái áo khoác mỏng thôi. Em bớt vác cho cái áo mà áo dày để mà bận mùa đông vô cho nên lên xe buýt cái nó nóng nực. Cũng chết. Đây là cái đường phố trung tâm của Sake. Mày đi đây, mày chạy xe đạp còn nhanh hơn nữa đó. Con không có xe đạp nha mẹ. Vậy thôi, nãy con hồi sáng con nói cái gì, mẹ cho con đi xe buýt một mình, mày đi xe đạp. Trời. Đúng rồi.
con đi bộ ra Ê Kỳ cũng một quãng đường. Mai mốt mà con đi học ở trường gần đây thì mua xe đạp cho con đi. Đạp xe từ nhà qua đây cũng không xa lắm. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Nói gì thì nói chứ ở bên Nhật riết thì cảm thấy thích. Không lạnh không nóng mà đường phố sạch sẽ, cảnh vật cũng sạch sẽ. Con người thì lịch sự. Miễn là làm việc chăm chỉ thì sống khỏe. Lâu ngày mới có. Lâu lắm mới có một ngày được đi ra ngoài. Thấy cũng vui. Đây làm việc tối này không có thời gian để mà đi chơi á, chứ nếu bên Nhật mà có nhiều thời gian đi chơi, nhiều cảnh đẹp lắm, nhiều cái thú vị để quay lắm quý vị. Prince Osu hả? Princess Odori hả? Dạ. Ủa là cái gì con? Cái gì? Không biết, chỉ là tên Princess. Là con đường Princess là công chúa đúng không? Odori là cái gì? Đường cái là... Đường công chúa hả? Đường đặt đường đúng. Nhưng có như là Odori bên Kawa. Đây là cái tên là đường công chúa. Đường công chúa. Hình như công chúa ai cô mới ghé đây hả? Chắc là để chào đón công chúa. Mày nghĩ là đúng rồi, chắc để làm cái bảng này để chào đón công chúa ai cô không? Con đường này nè, họ set up để mà chuyến vừa rồi công chúa ai cô, con gái của Nhật Hoàng đi thị sát, nên nó cứ mang đường, mang tên đường này, Princess Odori. Odori là đại lộ. Odori là Blue Wa phải không, đúng không con? Là đại lộ. Đại lộ Princess. Hôm nay chủ nhật, người đi chơi nhiều quá. Quán xá. Ở Nhật có điều thú vị này. Quán xá mà chưa tới giờ mở cửa, mình phải tới sớm, người ta phải đứng đợi. Chỉ là quán ramen. Quán ramen. Đứng để ăn ramen. Cái này hoa anh đã, cây hoa anh đã. Chưa hoa hả? Chưa hoa. Quán chưa mở cửa mà tới sớm là phải đứng đợi vậy thôi đó. Đợi đi ăn ramen nha. Cái trường này trường coi đây là cái trường mà Hiroki nó muốn học nữa gì, nhìn đẹp quá vậy. Thì có mình con vô được hả? Dạ bây giờ đi. Ok em đi nhỏ nha mẹ. Đây có công viên hả? Family Mart. Ok đây. Hiroki nó vô rồi. Có người nào đăng ký mới được vô thôi. Em không đăng ký, em đứng ngoài. Nhưng mà môi trường nhìn rất là hiện đại và sạch sẽ. Đấy, trường designer. Cho nên nó
nhìn là do là biết kỹ thuật số rồi. Ok, điều kia nó muốn học trường này đó, không biết tốn nhiều tiền nữa đây. Thôi em đi chơi. Trường rất đẹp luôn. Đấy. Trong cái sảnh chờ của cái trường có cái con robot này thấy cưng quá quý vị. Thấy người tới, thấy khách tới là nó chạy nó chào liền nè, thấy thương lắm. Nhìn y như chó con vậy. Em đứng chơi với bả xíu. Các quý vị xin. Cái bà robot này bà tên là Chiyako Trần nha quý vị, là bé gà. Bé gà con á, thấy thương chứ sợ. I really like it the most. Bà đứng bà cứ nhìn em hoài luôn quý vị. Bà chỉ đi. Yo. Cô có đi em có đi nhớ. Bà ngủ rồi quý vị. Bà đứng bà chơi với mình hồi cái thôi mình không chơi bà nữa, cái bà chui vô góc. Bà đứng bà nhắm mắt lại bà ngủ thấy cưng không? Ê
Đây là khu vực thư viện của trường. Các cô này là đang hướng dẫn những người tìm hiểu để mà đăng ký mới. Trong khu vực này thì họ nói là chỉ dành để đọc sách, tham khảo, rồi nhưng mà không được ăn uống trong đây. Tại vì khu vực công cộng. Phim robot animation hả? Đoạt giải Oscar Hollywood không? Phải kỹ xảo không? Có đó. Hollywood nó có một giải kỹ xảo á. Nếu mà con học con design giỏi á, thì ok muốn học để mà tương lai làm những cái phim như thế này quý vị, giống như Transformer này kia này. Ủa gì con chọn đúng là này. Hồi nhỏ là con mê Transformer lắm luôn. Dạ con mê robot đó. Mê robot. Hồi nhỏ có biết nhiêu tiền mua Transformer cho. Mua Transformer, mua Lego, cứ làm robot lại. Ok, thích học cái ngành nào mà con thích thì con cứ chọn. Dạ. Có thi vô dễ không con? Thi vô dễ không? Thi là gì? Thi nào? Có làm test hay là examination gì đó để vô không? Examination thì cứ như là kiểm tra lại có thiệt là muốn làm môn này không á. Ok. Thi như vậy. Ok. Người đến đây thì chỉ cần là cái passion để con muốn làm cái này không. Ok. Cái niềm đam mê đúng không? Dạ. Phải có niềm đam mê để theo đuổi cái ngày này thì mới đầu tư vô học ha. Ok con. Dạ. Khi có biết tại sao mày để cho con tự chọn cái ngành học của mình không? Dạ. Tại vì người ta nói một câu vậy nè. Nếu như mình làm được cái nghề mà mình yêu thích á. Và giúp mình kiếm tiền. Thì cái đó không phải là làm việc. Mà đó là mình đang enjoy. Cho nên mẹ muốn con chọn, thực sự suy nghĩ cho kỹ là chọn cái nào mình đam mê và mình thích hợp nhất. Đây là phòng hướng dẫn thiết kế mấy cái game á quý vị, với lại thể thao mà kỹ thuật số à. Phải công nhận là trường này họ đầu tư các trang thiết bị giảng dạy khá là hiện đại luôn đó. Những cái mô hình, những cái phòng học họ chuyên biệt ra phòng thiết kế, phòng đồ họa. Sau khi xem trường xong thì hai mẹ con đói bụng, dẫn nhau đi ăn mì ramen. Ngay cái chỗ này cũng gần cái trường học luôn. Vô mỗi người một tô, ăn cũng rất là ngon. Khi tham quan trường và ăn uống xong thì chuẩn bị về nhà. Tham quan cái ngôi trường này rồi á, thì cũng dự tính được là tiền học của trường này học phí nó không hề rẻ đâu quý vị. Đây là một dạng trường tư nhân á, cho nên là cũng khá là mắc. Sao? Mai mốt mà mẹ qua Úc ở là con ở bên Nhật mình được đúng không? Nấu ăn sao? Nấu cái gì? Nấu ăn, nấu món gì? Nấu gì hả? Cái trứng và pasta. Trứng và pasta. Biết thêm gì, biết thêm nữa là gì không? Gì? Mì ly. Ăn vậy chừng năm là con là con mập thù lù luôn á con. Bắt đầu là phải suy nghĩ dành dụm tiền để đóng học phí đầu năm cho ảnh vô trường này. Và thêm một số tiền để mua cho ảnh chiếc xe đạp. Ảnh tự động ảnh đi học và kiếm việc làm thêm. Cho có chút đỉnh tiền chi xài riêng để đi mà phụ giúp mẹ nè. Nó mệt. Nó mệt quá trời mệt luôn quý vị. Tại vì Hiroki nó trong trường á. Nó thử nghiệm những cái lớp học coi như thế nào á. Cho nên em ngồi đợi cả mấy tiếng. Mấy phút thôi nha mẹ. Không có mấy phút đâu con. 2 tiếng mấy. Em mệt mệt cũng chết rồi nè. Hôm nay tính đi công viên Chirumai. Nhưng mà không có thời gian, với lại hoa anh đào nó chưa có nở. Khi nó nở thì mình đi đi mẹ. Hả? Khi nó nở mình đi đi mẹ. Khi nó nở mẹ nghĩ chắc là giữa tháng 4 ha Hiroki ha. Dạ. Giữa tháng 4 thì hoa nở nhiều hơn.
sau khi dạ, tham quan trường xong á, thì em cũng tính toán coi trong đầu là... để mà dự liệu được là bắt đầu năm này trở đi là tiền học của Ricky nó tăng lên gấp đôi, học phí thì mấy chục triệu một tháng cao. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi, tại vì nó đã học tới mức này rồi thì phải đầu tư cho tương lai thôi. Cái trường này tuy rằng mắc nhưng mà nghề nghiệp thì cũng là đang thịnh hành. Với em cũng mong muốn là Hiroki tương lai nó không phải vất vả làm những cái công việc tay chân, cứ làm việc trong văn phòng hoặc mát mẻ, chứ không phải mà thức khuya dậy sớm hay lao động tay chân rất là cực nhọc. Cho nên làm cha làm mẹ thì mình có cực khổ một tí, mình cũng phải dồn hết tâm sức và tiền bạc để lo cho thế hệ tương lai, phải không quý vị? Ôi, trai, chào quý vị khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại. Arigato gozaimasu. Mikun desu. Chúc mừng cho chúng ta.